Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay chuyên lại giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm BT30 tờ IR20, IR25 và IR32. Độ chính xác nhỏ hơn 5/1000mm. Hoặc bằng 5/1000mm nhé. Được thiết kế rất là đẹp và tinh xảo, được chui cứng, bấm nhiệt độ và test các cái dung sai rất là kỹ, được thiết kế rất là hoàn hảo nhé. Đó. Dành cho máy khoan bờ drill phay BT30. Có IR20, IR25 và IR32. Hàng có sẵn kho. Thì anh em quan tâm thì liên hệ tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai, chi nhánh 1, cơ khí chuyên tun, cơ khí chuyên tun 2 tại chi nhánh 2 tại thành phố Hải Dương. Số 10 An Định, phường Tư Minh, thành phố Hải Dương, đường 5 cũ Hà Nội, Hải Phòng nhé. Một chi nhánh của mình ở đó, thì ai quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại trên. Ngoài mặt hàng này ra thì còn có BT40, BT50, IR32, IR40, thì các loại sản phẩm máy móc đang về rất là nhiều nhé, vui lòng phục vụ các bác. Thì anh em quan tâm thì liên hệ qua được trên. Hàng này thì rất là nhiều công ty xài rồi, đảm bảo chất lượng cho anh em, giá cả tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường. Các bác quan tâm thì liên hệ, ai xem được thì chia sẻ cho mọi người được biết đến cơ khí chuyên tun. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, ấn vào chữ đăng ký phía dưới rồi chọn tất cả các video, bấm vào rung chuông chọn tất cả các video để được xem những video tiếp theo. Hàng mới chuyên về nên sẽ review cho mọi người. PT nhé, các loại dụng cụ kim khí, dụng cụ cắt gọt đầu phay taro, các loại anh em rất mong được phục vụ cho anh em. Cái mặt hàng BT này thì thực ra thì màu trắng với màu đen thì nó cũng không thành vấn đề, quan trọng nó vẫn đảm bảo độ chính xác, độ gia công tốt. Thế còn các bác xài hàng Nhật thì đúng là nó ngon rồi, không bàn cãi rồi. Nhưng mà mấy cái BT này thì nó cũng là phụ trợ, thì nó cũng tương đối là được rồi. Quan trọng là cái dụng cụ cắt của mình có tốt hay không là giải quyết được cái phần tỷ lệ bền dao hay là gì đó là do con dao nữa. Còn cái BT này quan trọng là nó đảm bảo độ chính xác, không đụng đáo, không thấy là đảm bảo rồi. Độ cứng thì bấm nó cũng giống nhau, không khác gì nhau, nhưng mà nó là quan trọng là cái thương hiệu. Ai có nhu cầu thường thì mua loại thường này thôi, còn ai có nhu cầu cao thì mua hàng Nhật. Miễn sao giải quyết được cái công việc cho anh em nó thuận lợi là được rồi, chứ cũng không nhất thiết là cứ phải BT ship. Mình thì chia sẻ như vậy, còn ai mà có khả năng đầu tư được BT Nhật thì nó là cái tốt, nó rất là chuẩn, là không thể nào mà bàn cãi về cái chất lượng của nó rồi. Nhưng mà anh em mình còn mới ra thì chi phí nó còn nhiều cái hạn chế, thì có thể nên đầu tư cái loại rẻ rẻ này, sau có tiền thì mình sẽ đầu tư BT xịn sò hơn. Đấy, còn cái này thì nó giảm chi phí, vẫn đảm bảo chất lượng, không thua kém gì, hơn nhau ở cái thương hiệu thôi.
cái BT này thì không không thua kém gì về chất lượng và độ đáo đồng tâm đồng trùng đâu. Cho các bác test thoải mái, bao nhiêu công ty xài rồi thì các bác cứ yên tâm. Bán rất nhiều công ty đây, cái hàng này chuẩn bị đi ra cho công ty thì các bác cứ yên tâm 100% là không có sợ. Em dám đảm bảo vì em chạy CNC cả chục năm nên em dám đảm bảo là nó chạy rất là ok. Rất nhiều công ty mua rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ, hàng giá rẻ này thì liên hệ qua số điện thoại 0989821011, địa chỉ tại vòng xoay công 11 Biên Hòa Đồng Nai. Địa chỉ 1, địa chỉ 2 tại số 10 An Định, thành phố phường Thứ Minh, thành phố Hải Dương, đường Năm Cũ nhé. Đó. Xin cảm ơn anh em đã xem hết video và anh em xem được thì like chia sẻ cho mọi người biết tới cơ khí Trần Tun nhiều hơn và mua được những sản phẩm chất lượng và độ chính xác cao. Đó, xin chào anh em, chúc anh em một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Đó, xin chào.